sẽ căng ra cho nó đều, con sẽ tắm nha, cái tắm này ha, con sẽ tắm mất góc những cái này lại. Rồi sau đó giờ mình sẽ trải tiếp một cái tấm tiếp theo các bạn. Tấm này là cái tấm duvet. Đổ ra cho nó đều đúng góc ha. Đổ ra cho nó đều đúng góc luôn. Rồi bây giờ mình để nó ha. Và sau đó mình sẽ tắm ở dưới đây. Sẽ chỉnh lại cái này được chút xíu thôi. Rồi đẩy lên. Và tiếp theo là mình sẽ theo gói ha.
mới lên cái là tại đây là cái phòng mà người ta trả phòng rồi á. Cái này là còn mới gì mà sử dụng ha. Xong rồi các bạn, đó ha, xong một cái phần giường hết rồi.